Bây giờ nạp Robux ở Việt Nam nó khá là dễ, các bạn vẫn có thể mua thẻ cào các bạn nạp. Truy cập ngay shop Robux.net ngày hôm nay để mua được Robux uy tín, giá rẻ và chất lượng nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Welcome, welcome, chào mừng các bạn quay trở lại với Gà Công Nghiệp TV. Đây là video cuối cùng về tựa game Beastwarm Simulator phiên bản test stream. Chắc nhiều bạn đọc cái tiêu đề không kỹ và thấy tiêu đề nó dài quá, các bạn tưởng đây là video cuối cùng của Gà Công Nghiệp TV về tựa game Beastwarm đúng không? No, 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 no. Tới khi nào mà tựa game Beastwarm không còn cập nhật nữa và các bạn không còn coi mình nữa, không muốn mình làm video nữa thì mình sẽ không làm. À, tại vì sao mình nói như vậy? Cách đây khoảng tầm một tuần á, mình có nói với các bạn là tựa game Beastwarm này đang có một cuộc thi đúng chưa? Và cuộc thi này, the contest will last until midnight on Friday CST, tức là nó sẽ tới giữa đêm, 12 giờ đêm vào ngày thứ 6 theo cái giờ CST. Chúng ta sẽ gõ CST time đó bạn. Hôm nay là thứ 6, đúng ngay ngày hết hạn đúng chưa? Và hiện tại theo cái giờ Central Time á thì là 8:29, tức là nó còn khoảng tầm 3 tiếng rưỡi nữa là sẽ tới giữa đêm và kết thúc cái cuộc thi contest này. Và mình nghĩ là khi kết thúc thì admin on thì chúng ta cũng sẽ đóng cái phiên bản lại luôn. Do đó chúng ta có thể coi đây là video cuối cùng và mình quay trong server này. 6.447 người theo team màu đỏ, 5.849 người theo team màu xanh dương và 7.951 người theo team trắng. Thì cái team đỏ chúng ta đang có số lượng Poland thấp nhất, nên admin mới cho chúng ta thêm một vài cái code ha, 3R play tức là hạng 3, để búp cho team đỏ cày cuốc siêng năng lên. Cái số lượng thành viên của team này là ít nhất nhưng mà cái số điểm là cao nhất, thật không thể tính được. Server test mà các bạn, chúng ta muốn làm gì cũng được ha. Ở đây nè, bên góc trái này nè, General A King Beetle Amulet. Cái con King Beetle trong server này hình như bây giờ nó cũng giảm xuống tầm 1 tiếng một lần rồi, nhưng mà để tránh thời gian tại vì nó hên xui ra cái bùa mà admin cho chúng ta palm. Cái chỉ số mới thì nó thấp hơn chỉ số cũ nè. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi vô đây nào. Chúng ta sẽ sử dụng vận may của mình với 10 tỷ tiền ha, để xem là với cái bùa Supreme này mình có mạnh hơn hay không. 10 tỷ, 2.5. Basil là ta shower y chang luôn. 48% Poland từ những con bi, 1.16 lần conversion rate. Vẫn thấp hơn các bạn, keep old đi. Xui tận mạng luôn nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ diệt con cua dừa. Con cua dừa thì trong server test stream thôi nha các bạn, nó giảm còn 2.000 máu thôi. 2.000 máu thì đối với bầy ong 50 con cấp 15, 18 gì đó của mình ha, diệt nó khoảng tầm 5 giây. Diệt nó để làm gì các bạn? Server chính thức cũng vậy ha, các bạn nên diệt nó khi mà nó hồi sinh á, để chúng ta có thể kiếm được những cái micro conventer. Kỷ lục là 6 giây, mấy thanh niên này có 0 giây mới ghê chứ, dã man thiệt. 1 giây, 0 giây, làm thế nào có thể là 0 giây giết được cua dừa, mình cũng không hiểu luôn các bạn, mình là 6 giây nè. Và cái code dành riêng cho những người trong team đỏ như mình là Buyer Play nè. Play, redeem, pam pam pam, cánh đồng bớt cho mình 300% Pepper Pack Poland ha, và 35% Instant Conversion, 30% Pepper Pack Poland. Ok, có smoothie, redeem, cho mình một cái super smoothie. À, quên nữa, chúng ta phải lên vô cái chợ Market Boost các bạn. Từ khi cái chợ Market Boost ra thì chúng ta không cần phải lo về cái sức chứa ba lô ha. Vô cái chợ bà con ơi, để chúng ta coi á, là cái boost ở cánh đồng bớt bao nhiêu tiền. Buy for 9 ticket và 269 tỷ tiền. Trời đất ơi, tôi không có đủ tiền luôn. Không biết là server chính thức nó có mắc như vậy không ha. 269 tỷ tiền cho một cái boost các bạn, cái boost market. Thiệt là hư cấu. Chắc cũng nhiều bạn sẽ thắc mắc á, tại sao là trong cái server này mình không mua slot thứ 51 hoặc là coi bao nhiêu tiền. Admin chỉ cho chúng ta tối đa 50 thôi. Nếu các bạn là người chơi server chính thức, các bạn mua slot 50 xong các bạn sẽ biết slot thứ 51 bao nhiêu tiền nha. Còn server test stream này thì không biết được. Rồi, One Red Extract vô. Oi nè, Tropical Green nè, Glue nè, Super Smoothie đâu rồi? Nó cho mình á là 1.5 capacity, 1.6 Red Poland, Blue Poland, White Poland, 1.4 Poland từ bi, từ tool, 1.5 lần convert, bla bla bla, 12% instant conversion. Wow, khi nào mà server chính thức ra mắt thì nó sẽ là một cái bút khá là lợi hại luôn. Nhanh quá vậy, 3 triệu mấy. Tại vì cái team của mình á là 50 con ong, nhưng mà mình biến hầu hết những con ong của mình thiên về team ong đỏ các bạn nhé. 7 triệu rất là nhẹ nhàng luôn. À, mình có một cái Mass Melody nè, quăng ra để cho ba lô mình lên thêm 50% ha. Bây giờ ba lô mình là 69 triệu. White Poland mình là 477% ha. Red Poland mình tới 1900, 826%. Blue Poland là thấp nhất, 288%. Instant White là 19, Instant Red là 31, Instant Blue là 10%. Với cái server test stream này, các bạn như là một admin vậy, các bạn có thể tạo ra nhiều cái content khác nhau ha. Các bạn có biết YouTuber Stan Xiao, anh ta biến một cái tổ ong 50 con ong thành một loại ong duy nhất là Tabubi nè, Vetterbi nè, sau đó farm trong một cánh đồng ha, thì nó cũng khá là thú vị. Đối với một người bình thường mà có 50 slot ong, tức là cũng thuộc hàng top rồi, thì các bạn thấy chúng ta thấy farming trung bình với những cái búp cơ bản thôi từ 7 triệu cho tới 11 triệu, 12 triệu. Các bạn thấy có nhiều cái người khoe là tôi thấy cày một ngày tới 100 tỷ, 200 tỷ, tại vì tổ ong họ quá mạnh rồi.
20 triệu nè các bạn. Ghê rồi. 20 triệu, 34 triệu, 36, 45 triệu. Full luôn. Mình vừa bóp được cái gì mà nó nhanh quá vậy? Ồ, có người nào kìa. À hello bạn. Số nhảy tê quá ha các bạn ha. Đây là sẽ là một cảm giác mình không thể nào quên. Và mình cũng hy vọng là tương lai gần, cái tài khoản của mình cũng sẽ đạt tới trình độ thường thường như vậy. 10 triệu ha, trung bình khoảng tầm 10 triệu. Hồi nãy là trúng cái token gì đó cho nên nó mới lên được 30 mấy 40 triệu các bạn. Hình như là token lửa thì phải. Xài hết cái này thì mình lại có thêm một cái code cho mình thêm 10 cái micro commenter. À đây. Số nhảy liên tục. Đúng rồi các bạn. Đây nè, nó cho mình cái này nè. Cho chúng ta là thêm bao nhiêu phần trăm giảm dần từ từ ha. Đúng rồi. Chỉnh nó. Nhiều bạn cũng hỏi mình ha là anh ơi, không biết là tương lai admin Onyx có tạo ra một cái server hay là mở lại server này nữa hay không. Thì mình nghĩ server này sau khi kết thúc là còn khoảng vài tiếng nữa nè. Thời gian mình up video mình không biết nha. Nhưng mà thời gian mình quay video còn khoảng tầm 3 tiếng nữa thì admin sẽ đóng cửa server luôn. Tương lai nếu cần người chơi vô để test những nội dung mới á thì sẽ tạo ra một cái group khác, cũng như tạo một cái game khác. Khi đó nếu mình cập nhật thông tin nhanh á, hay bạn nào mà cập nhật thông tin nhanh á thì cứ nói với mình ha, để mình hãy thông báo cho những bạn khác, những bạn người Việt Nam á, vô càng nhiều càng tốt. Bởi vì những cái server này nó đang bị giới hạn số lượng thành viên. Admin không duyệt nhiều đâu, chỉ còn có một cái micro commenter thôi. 40 triệu, 39 triệu, 50 triệu, wow, số nhảy từ lửa hột me hết, rồi full luôn. Code chúng ta là gì? Mondo Bird 2 đúng không? Rồi chúng ta lại có thêm 10 cái micro commenter rồi. Sẽ cực kỳ thú vị nếu mà admin chúng ta một cái cách rafting hay là cái gì đó để mua. Có thể là mua micro commenter bằng ticket ha. Chứ các bạn mạnh như vậy rồi, ba lô các bạn hàng trăm triệu thì nó cũng rất là mau full, làm cho tốc độ các bạn farming nó sẽ chậm xuống. Chỉ mới tầm chưa tới 1 phút mình đã xài thêm 5 cái micro commenter rồi. Về cái pepper patch á, mình đã farming được 12 tỷ rồi. Mình nhớ không nhầm á thì cái server chính thức của mình á, cánh đồng ớt mình chưa farm tới 12 tỷ nữa. Mà qua bên đây mình tới 12 tỷ rồi sao? Rồi, bắt đầu nó lại có cục lửa rồi. Các bạn thấy cục lửa nằm góc phải không? Flamehead đó bạn, hình như cái này là cục lửa của cái con Spicy Bee đúng không? Tuyệt chiêu của con Spicy Bee hay là tuyệt chiêu của cái mặt nạ Demon Mask thì vậy. Server này đã full 4 người rồi. Huy nè, Trung nè, Quý đúng không? Ok, chào các bạn nha. 10 tỷ. 10 tỷ trong 10 phút, tương đương với mình kiếm được 1 tỷ trong 1 phút với một cái team ong 50 con và trung bình từ cấp 15 trở lên. Đó sẽ là tương lai viễn cảnh của gà công nghiệp TV. Các bạn thấy cái sức mạnh của những người top như thế nào chưa? Nếu các bạn thích video này đừng quên để lại một like, và nếu bạn người mới hãy đăng ký kênh, nhấn vào chuông nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.